cái kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Thì đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú mình đừng nghỉ sức khỏe cũng như thành công trong cuộc sống nha anh em cô chú. Rồi, hôm nay quay lại gặp chỗ chú Út. Hôm nay giá cả như thế nào thì mà anh em cùng mình bước vào gặp chỗ chú Út ha, để xem chú Út báo giá. Địa chỉ của chú Út là xã Văn Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang ha. Chi tiết vào gặp chỗ chú Út. Quá khứ lô nguyên lô mai dạo. Rồi chào chú Út quá quay. Chào Sơn, chào bà con đang xem kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Thì trước tiên mình cũng cảm ơn bà con clip vừa qua đã ủng hộ mình rất thành công. Rồi. Rồi cũng xin nhắc lại là địa chỉ mình ở là xã Văn Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Rồi số điện thoại mình là cũng có để trên màn hình nha bà con. Rồi, số điện thoại để trên màn hình. Vô chi tiết cây số 1 chú ơi. Vô chi tiết cây số 1 luôn bà con ơi. Tiếp tục giảo giảo ha. Mai tàn giảo. Mai tàn giảo nha anh em. Rồi chiều cao nó được 1m6. Cao 1m6. Tán ngang nó được 1m4. Tán ngang 1m4. Đó. Ồ, tàn thì tròn do. Xương cành thì đóng dày quá dày. Rồi, chi tiết trên xuống dầu thằng. Đó. Xương cành đóng dày lắm nha anh em. Máy chạy thì ồn, anh em cố gắng theo dõi ha. Rồi, cho hoành thăng chú em. Quần thăng mình đo được là 28 đến 27 đi. Rồi 27. Này eo nhỏ đó. Cây này nó nở da đế lắm bà con ơi. Rồi. Đo nhóng nhóng xuống dưới một tí rồi chứ. À, mình đo sát cái này nó được 33 nè. Rồi 33 nha anh em. À, nó gì đó. Này nở nở cậy. Bệ đế này thì khổ chê luôn rồi. Rồi nó có độ thoát thân là 23, tay cành đóng đều luôn, một cốt cành thông nha bà con. Đó. À, cành này có bẻ nhạo một lần rồi. Này tàn này khó chê rồi, tròn. Rồi cây này là cũng thôi mình nuôi lên lại ha. Rồi bẻ đế. Đế này thì khó chê nghe anh em. Đế thì rễ cám là bao luôn. Cây rễ cám cái này nè. Cọng rễ này lực không. Cây này khá ok. Cây này là ngồi đế là khó chê. Chính bách luôn. Rồi cho giá giao lưu luôn chú ơi. Rồi cây số 1 này mình giao lưu với bà con là 2.8 hay một ship toàn miền Nam ha. 2.8 ship toàn miền Nam nghe anh em. Toàn miền Nam luôn. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 2, cũng mai tàn giảo. Tàn này cũng nuôi từ phôi lên nghe anh em. Chiều cao nó 2m. Cao 2m. Rồi ngang nó được 1m4 luôn. Ngang 1m4. Ồ. Xương cành thì nó đóng anh em thấy vậy đó. Cũng dày lắm nha anh em. Rồi cho hoành thăng luôn chú ơi. Này cũng đã cụ dữ. Rồi hoành nó đo được là 30 nha bà con. Rồi 30. Này xích trên tí là hơi lớn nha. Nó có cái gù chỗ này. Có gù. Thăng thì nó sắn à. Sắn à. Rồi nó có 2-3 lần sắn xéo xéo vậy á. Bẻ đế này. Bẻ đế nôm. Gồm gồm lại ha. Ừ. Cũng ghế cám cũng ok luôn nghe anh em. Bẻ đế này thì cũng không có chê được rồi. Cái này bông thì mình bao 82 cánh ha. 82 cánh. Tuy nhiên 5 cánh nó cũng có mà nó ít. Lô giảo này rất là già cây nha anh em, này cái, gần gút. Cái này thì phôi nuôi lên không nghe bà con chứ không phải cốc chứ. Chứ không phải cây zin này cắt phôi nuôi lên, tay cành lấy lại từ đầu hết. Tàn thì tròn do, sức sống bao sống bao xếp hả chú ha. Bao sống bao xếp. Rồi cho được kính bầu giá luôn chú ơi. Bao bông luôn. Bao bông luôn, bông đẹp. Đường kính bầu 42. Rồi cái này mình giao lưu với bà con là 2.6 nha. 2.6. Ship toàn miền Nam luôn ha. Ship toàn miền Nam luôn. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 3. Tiếp tục là
hàng mai giáo bao bông. Thì cao nó khoảng 2 mét. Cao 2 mét. Tấn ngang nó khoảng 1m3 nha bà con. Ngang 1m3. Tay cành đóng đều luôn, một cốt tàn thông luôn. Này lãi lá xương xương rồi, dễ hình dung lắm á. Một cốt giót đọt thẳng tưng lên cho anh luôn. Có mấy cây mình chưa lãi lá kiện quay xong rồi mình xuống lá luôn nha bà con. Cho khỏe cây ha. À, chỗ chú Út thì giao lưu rất là uy tín nha anh em. Nói chung cây này thì sức sống nó mạnh lắm, bà con thấy gỗ rễ nó biết rồi. Cây người ta trồng loại người ta quấn thiết là trồng trên mô không à. Bệ đế cỡ này thì đâu có chê được. Cái này cũng hơi quái quái nha bà con, mình đo ở trên này ha. Rồi hoành thân nó được như 25 đi. 25. Ừ. Mình đo ngay đây thì nó 27. Rồi, 27. Đó, nó như nó có hai cái chân. Đó. Hơi quái quái cây chút ha. Cái này ngoài dòm thấy có duyên nha bà con. Tại cành thì sữa qua nhạo từ nhỏ hết rồi. Thân thì lắc lượng. Chỗ chú Út thì báo giá rất là hợp lý nha anh em. Đây có hai cái giò cũng như người ta đứng. Cây này độ thoát thân nó thấp bà con ơi, khoảng chừng 10 phân à. Rồi. Tại cành nó đóng đều lên trên hết. Rồi bệ đế. Bệ đế này thì khỏi chê luôn. Nguyên lô cây này bệ đế đã không? Đế này thì mình nuôi về sau thì đế này đẹp luôn nha bà con. Tại vì giờ nó nhỏ mình thấy vậy chứ mình nuôi vài năm nữa rễ nó to to lên dòm thấy bé kính mít á, lọc bớt luôn. Rồi cho đừng anh bầu giá luôn chú ơi. Bầu 45. Rồi cây số 3 này cho luôn bà con 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu nha anh em. Đó. Ship toàn miền Nam. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 4 này phôi nha anh em ơi. Rồi cây số 4 phôi nha bà con. Này tay cành đóng đều. Chiều cao nó là 83. Cao 83. Rồi. Cái này tay cành tứ diện luôn bà con ơi. Rồi, tay cành thì ok đó. Nhìn xa xa theo bể đế sáng cuộn chứ. Đùng lịch. Cái này lúc trước ta trồng trong cạp. Để cạp ha. Trong cạp nguyên cạp luôn. Này về mau sắp tàn. Ừ. 2 năm là thành phẩm rồi. Trên xuống giờ hoành thăng luôn anh em. Tay cành thì đóng đều. Cái này tay cành là không có thiếu bên nào hết. Đều bốn mặt hết luôn. Rồi mình thang mình đo chế này là nó 39 nha bà con. 39. Ừ. Ngày gì chế vậy đó anh em. Cái này cái dài đế nó nở rất là nở luôn. Này xuống đây cả mấy. Đo sát đây là nó được 44 à. 44. Nó cho đầu cậu ghế á. Mình phan cái củ đế đặt nó luôn ha. Là 85. Rồi, 85. Tổng nồi đế luôn. Này ra tới mặt bầu chưa? Rồi tổng nồi đế nó được 150 bà con ơi. 150 ha. Cái này là lùng lực luôn rồi đó. Này cho đầu sổ nôm luôn chú ơi. Này nôm. Để nôm. Rồi đầu sổ nôm nó được 25 nè. 25. Thoát thân nó khoảng 17 nha bà con. Thân là 17. Cành số 1. Cành số 1 nó được 13. Khá lực ha. Từ đây thì đóng đều lên hết. Dốc ngọn nó lớn hơn tay cái mình chút ha. Cho ngọn nhỏ. Rồi đó. Quay lại cái chia cành cho bà con lần nữa ha. Cây này là không thiếu bên nào hết. Này thì đóng tứ diện chân, đều chứ. Này về sắp tàn mau. Bể đế này cũng không có chê chỗ nào được. Số nôm mình trong khạp ha. Trong khạp nguyên mặt bên đây là nguyên một khối luôn nè bà con. Nó không thấy cuộn, sắp cuộn trống luôn. Này cũng già cây lên xù vào cốc vào me vậy chứ. Già cốc hết rồi. Cây này trong khạp không mười mấy năm mà. Này biết mặt bông không chú? Không, cây này mình không thấy mặt bông nha bà con. Rồi, không thấy mặt bông ha. Chỗ chú Út thì nào không thấy mặt bông thì báo cho anh em đang có cái này nó ghép. Có cái vết thẹo nhỏ nó xước cái da mà nó cũng kéo cái sẹo này lại bà con ơi. Kéo sẹo ha. Vấn đề gì rồi. Ok, cứng anh em ơi. Ừ. Rồi, tổng quan đường kính bầu giá luôn chú ơi.
Sườn kính bầu nó 55. Sườn kính bầu 55. Rồi cái này mình Zalo với bà con là 7,5 triệu ha. Cái này mình vẫn ship toàn miền Nam ha. Rồi 7,5 triệu ship toàn miền Nam luôn nha anh em. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 5. Đây là tàn mai giảo nha anh em. Này có hơi cao. Xài thước hộp rồi. Rồi chiều cao nó được 2m3 bà con ơi. Cao 2m3. Tán ngang nó được 1m5. Ngang 1m5 nha anh em. Này thân nó cũng lắc cũng có duyên nha. Đặc biệt nó tàn thông. Muốn trồng đứng thì trồng đứng, muốn để nghiêng vậy thì để nghiêng. Cái tàn này thì nó tàn thông rồi. Về cuốn sơ sơ lại vô dây cái nữa. Tết năm nay chỗ bông rồi. Cái này vì bà con mà chăm sóc tốt rồi năm nay đón xuân cùng bà con luôn. Bông là vàng hết luôn. Bông là đặc biệt là 82 cánh. Tay cầm thì đầy đủ hết rồi, không thiếu mặt nào trống hết trơn. Rồi cho mình thăng chú ơi. Ủa anh thăng nó 25 rồi con ơi. Trừ hao luôn ha. Ừ, 25. Đó. Này có cành này cũng có duyên nha anh em. Cái này nó cũng măng cây. Này, bệ đế thì cũng ok luôn. Đế thì cũng có điều hết, không thiếu. Đế này thì sức sống là ok đó anh em. Này, cái cám lử ở trên. Khá là nhiều. Đặc biệt là chỗ Úc là báo giá rất là dễ chơi cho anh em mình giao lưu ha. Rồi gà tổng quan cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Rồi đường kính bầu cái này tới 45 rồi con ơi. Cái này mình giao lưu bà con 1,8 triệu ha. 1,8 triệu. Rồi ship toàn miền Nam luôn ha. Toàn miền Nam, cây này là 1,8 triệu là rất là rẻ nha bà con. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 6. Cũng là giảo luôn anh em. Cao nó được 2m2. Cao 2m2. Tán ngang nó 1m8 luôn. Một tán ngang là 1m8. Ồ. Tay cành thì đóng gì nè anh em. Một gốc thẳng tưng luôn bà con ơi. Nhìn xa xa thấy dưới nó giót cây. Này giót cây lắm. Trên xuống dầu anh thăng ha. Cây này tàn đúng ra là nó đều không thiếu luôn đó. Mà hôm rồi mình vận chuyển về nó bị gãy một cái cành này nha bà con. Gãy cành chỗ này. À. Này về nuôi lại gãy này ra thôi. Nuôi lại. Nói chung cái cây này mình cũng có bớt cái giá để về cho bà con chăm sóc. Rồi. Vô quanh thân luôn chú ơi. Cây này là cái cây nó nở đế dữ lắm nha bà con. Này nở cũ rồi. Thấy cũ này nở quanh nở gió cây. Ừ. Rồi hoành nó được là 33 ha. Vị trí này 33 nha bà. Rồi, con 33. Đó nó vậy đó. Rồi mình đo sát dưới luôn. Sát dưới này nó được 35. 35. Bệ đế thì Bệ đế có điều hết. Cũng lô cây này lúc nào cũng có rễ cắm cứng khừ chứ. Cái này thoát thân nó được 35 rồi con ơi. Thoát thân 35. Đây một cốt năng cao ha, đều ha. Rồi ra tổng quan đường ánh bầu giá luôn chú ơi. Thay cảnh đóng vậy nè anh em. Rồi cho đường ánh bầu cho giá luôn chú ơi. Đường ánh bầu nó được 40 rồi con ơi. 40. Cái này mình giao lưu với bà con là 2,5 triệu ha. 2,5 triệu ship toàn miền Nam luôn ha. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha anh em. Này tàn, giảo. Đặc biệt là bông 82 cánh. Anh em mà sở hữu về Tết năm nay là đón xuân luôn ha. Cây này là tàn kinh mít luôn đó. Rồi chiều cao nó là 2m2 nha bà con. Cao 2m2. Cái này tán ngang nó được 1m8. Cái này về mình chặn xương ra nó lớn nữa nha bà con. Dị ra ha. Vô dây ra. Rồi ngang 1m8 nha anh em. Cao 2m2. Cái này mình đó có chịu hao luôn rồi đó. Rồi xây dài dòng luôn chú ơi.
xương cành thì nó đóng khá là dày. Xương cành thì ok lắm anh em. Trên xuống dầu hành thăng. Tàn này ấm tàn lắm. Rồi cho hành thăng luôn chú ơi. Cái này mình đo ở dưới này một cái nha bà con. Tại vì nó kẹt hai cái nhánh đây rồi mình không đo ngay được. Vị trí đo một. Đây là nó 29 nè. Rồi 29 có chữ hao nhẹ. Để mình đo trên này một cái nữa. Cái này mình chưa có có xịt rửa gông nó còn đóng nè bà con. Rồi 20. Đó. Đó. Cây này đặc biệt nó có hai cái dài đế này nó bự dữ lắm bà con ơi. Cây nhỏ mà nó có hai dài đế đó thấy quá khủng. Đế này quá đế. Này cùng cấp hết nghe anh em, không có treo ha. Hai dài đế này rất là hòm. Về đế này thì quá đã rồi. Quá im. Không có chống chỗ nào chứ. Rồi, về tổng quan cho đường kính bầu giá luôn chú ơi. Tàn còn do nghe anh em. Đường kính bầu nó được 46. Đường kính bầu 46. Rồi cây số 7 này mình cho bà con là giá nó là 3 triệu tư ha. 3 triệu tư, vẫn ship toàn miền Nam ha. Rồi rồi, đổi cái luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 8 nghe anh em. Này hơi cao à. Hai mét bảy hả chú? 2m7. Rồi tán ngang tán 2m luôn. Tán ngang 2m. Đây chằng dây còn lớn thêm ha. Ồ, chằng ra là lớn lắm nghe anh em. Xưa cạnh nó đóng cũng dày dữ lắm nha. Đi xa xa lấy mới hết. Hơi cao. Rồi cho hoành thăng luôn chú ơi. Quá khứ bài đế nè. Hoành thăng mình đo đây là 28 nha bà con. Rồi 28. Nó là vậy đó. Thước là ôm sát chỗ chú Út thì thông số thì ok lắm nghe anh em. Đế đều luôn. Chỗ luôn. Chỗ này có cái cọng rễ to đùng nó nằm trong này. À, trong đó đó. Bệ đế này thì khó chê. Cái này thấp thăng nó cũng thấp. Nó có mười mấy à. Già cám nữa này nè. Lên già cám, già cóc gì hết rồi. Lùi xù nhẹ nhẹ hết rồi. Xương cành thì nó đóng. Tàn này ấm hiểm luôn. Đó. Quá dữ. Rồi cho đường kính bầu cho giá luôn chú ơi. Đường kính bầu nó là 43. Đường kính bầu 43. Giá nó là 3 triệu luôn bà con ơi. 3 triệu, ship toàn miền Nam luôn ha. Toàn miền Nam luôn. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 9. Đó. Này mai tàn, giáo. À, thấy cái dáng nghệ thuật anh em ơi. Cái này cái độc chủ nó hơi nghiêng về bà con chỉnh sửa lại ha. Này, dáng nghệ thuật. Chiều cao nó 2m2. 2m2 chiều cao. Tán ngang luôn chú ơi. Cái này ngang nó được 1m6 bà con ơi. Ngang 1m6 nghe anh em. Rồi xây dài dòng luôn. Cái này là lắc 3D à. Này dáng nghệ thuật kìa. Có cành nhỏ này nó cũng dặn lắc lượng rất là đẹp. Có duyên. Này chơi nghệ thuật ha. Anh em nào nghiên cứu mình chơi cái dáng nó độc lạ chút. Trên xuống dầu hành thăng luôn.
thằng dặn lắc lượng. Ồ, đế cũng quái luôn. Thằng quái đế quái. Ù cục cục bị chỗ này chừng. Cái này rồi. Có hiện tượng nó muốn lên xù. Rồi, cho thông số bình thăng chú ơi. Đế này rất là quái. Lực. Rồi quần thân nó được 25 nha bà con. Rồi 25 đó, vị trí vậy đó. Này, đế này cộng này cũng quái quái. Đây đây dặn dặn qua đây nữa. Hai giờ đế này lạ lạ. Thân lắc này lên cũng già cây dữ rồi. Cây này bà con nào gan cắt ngang đây. Thằng đó làm đọt ha. Không cắt đây bỏ mình chơi bonsai luôn. Chơi bonsai. À mình cắt đó. Đây. Làm dựng đỉnh lên. Đó anh em nào nghiên cứu sở hữu thì nghiên cứu phá thế mình chơi bonsai mini cũng là ok luôn anh em. Xuống thôi là bớt tiền nha bà con. Xuống thôi bớt tiền ha. Ừ. Để chốt lượt 2-3 cây có thương lượng giá vậy không chú? Thương lượng giá luôn. Đó, chỗ chú thì rất là báo giá rất là hữu nghị rồi. Mà còn thêm còn thương lượng nếu mà chốt 2-3 cây giá mình đưa ra thì cũng dễ chơi lắm bà con ơi. Rồi, thương bà con ủng hộ thì trả mỏng mỏng đi đừng trả quá lỗ. Nếu mà chốt 2-3 cây thì thương lượng giá nhẹ lên tí ha. Tại vì chú chỗ chú Út thì báo giá cũng sát giá cho anh em mình nè. Trong cái lô cây này mình mua của người ta từ phôi người ta nuôi lên thành ra cái giá mình nó hơi cứng hơn so với thị trường cái cây trồng thẳng dưới đất. Yeah. Rồi cho được kính bầu cái giá luôn chú ơi. Cây này lên hồn rồi. Rồi đường kính bầu nó 42. Đường kính bầu 42. Rồi cây số 9 này là giá nó 2 triệu 2 bà con ơi. 2 triệu 2. Ship toàn miền Nam luôn. Toàn miền Nam luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 10. Là giảo bông là 82 cánh nha anh em. Chiều cao nó 1m8 bà con ơi. Cao 1m8. Thăng ngang. Rồi ngang 1m5 luôn. Ngang 1m5. Rồi xây luôn chú ơi. Cái này tai cành nó quá đều luôn. Tai cành thì nó không có chống chỗ nào chứ. Nuôi từ phôi lên thì tai cành thì người ta cũng nuôi từ nhỏ luôn nha anh em. Trên xuống dạo quỳnh thăng. Rồi cho quỳnh thăng luôn chú ơi. Này lên da me nữa này. Rồi quỳnh thăng đó mình đo được 29 và con ơi số đẹp luôn. 29. 29 luôn. Đó. Này còn xích trên ha. Đầu cầu ghế dưới này nở cậy. À, mình đo đến đây là nó được 33 nè. Đó, 33 ha. À. Rồi. Chào chú thì thông số thì ok luôn. Bệ đế này thì cũng khá là đều. Không có trống. Cái này thằng bên đây nó sổ xuống nè. Dân cái ăn đều quá trơn luôn. À. Không thiếu. Cái này về mình khai thác đế thêm nha bà con. Nhờ tàn cũng không khai thác sâu ha. Ừ. Đây cũng có mà không có khai thác ra luôn nghe anh em. Đế này nó sổ. Bệ đế này bệ cám này gì thì sức sống là ok. Lên sườn cạnh em nó đóng quá dày. Chỗ nào anh em nào vô dây cái chỗ nào mà dày quá mình lọc bớt. Cây này cái đường thân nó đẹp lắm bà con. Thẳng mà nó chi cành nó đều. Rồi ra tổng quan cho đường kính bầu cho giá luôn. Rồi đường kính bầu nó là được 47. 47 à. Cây số 10 này mình giao lưu với bà con là 2.300.000 ha. 2.300.000 ship toàn miền Nam luôn ha. Ship toàn miền Nam luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 11 nha anh em. Này tàng thông. Chia thành 2 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc tổ bầu cử số 7. Tại trụ sở là chiều cao là 2m3 nha anh em. Đến tổ nhân dân từ loại số 6 và tổ nhân dân từ loại số 13. Trắng ngang 1m6. Đó. Cho ở ngoài vận động bầu cử anh em ơi. Hơi ồn. Đến tổ nhân dân từ loại số 12. Ban bầu cử ở Kim Nga đề nghị bà con cử tri
tay cành thì đóng cũng dày hết trơn. Đó. Trên xuống dầu hoành thăng luôn, một cốt giót lên đóng chặt hết luôn, thích hết trơn luôn. Quá khứ này tay cành này khỏi chê, đều tàn này ấm rồi cho hoành thăng luôn chú. Thằng này quế quái rồi, muốn cái lắc nhẹ lắc ha, lắc này. Ờ, hoành thăng nó được 30 bà con ơi. Rồi như 30 ha. Rồi, 30 rồi. Đó, dĩ này là 30 nè. Rồi 30 đó, nó vậy đó. Ngay cái eo rồi chỗ đó đây nè. Đầu hạo xuống dưới một cái nữa chú. Mặt này nó nở như thế, nở ra dữ lắm. Xét cổ rễ nó được 36 ha. Rồi 36 rất nha anh em. Đó nó vậy đó, 36. Cái thấp thân nó được 15. Tay cành là đóng dày hết trơn luôn, không thiếu bên nào. Đế này cũng đủ xài ha. À, cái này nó có cái lần này là lúc trước cái con gì nó ăn cái da ở ngoài bà con ơi, mà nó liền rồi nè. Liền ha. À, cái này sức sống thì không vấn đề gì hết nha. À. Nó ăn cái đường này. Có đường. Nhưng mà này, đặc biệt là cái này ok ha. Ừ. Sức sống là ok luôn anh em. Nó nằm ngoài da. Ngoài da mình thì nó kéo lại. Có kiểm tra rồi. Cái này đế chung là được lắm mà con ơi, nó sổ sổ xuống nó mấy bài ra. Đế này thì cũng đủ chơi nha anh em. Cái phần đế bên đây là nó sổ xuống đây chút xíu là nó bài ra rồi. Nó đi xuống rồi nó đánh ra ngoài ha. Ừ. Cái này có cái dáng đẹp. Này cũng quái quái rồi. Rồi. Dạ, tổng quan cho đừng kính bầu cho giá luôn chú ơi. Đừng kinh bầu 45. Rồi giá giao lưu luôn. Rồi cái này mình giao lưu với bà con giá nó là 3.800.000 ha. 3.800. Bao ship cũng toàn miền Nam luôn. Bao ship toàn miền Nam luôn nghe anh em. Rồi. Còn nữa chú? Rồi cái số 11 này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay ha. Dạ. Rồi cũng cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi clip. Rồi hẹn bà con gặp lại clip sau bà con ơi. Rồi. Rồi kênh Bà Vàng Kiên Giang cũng xin được kết thúc video. Chúc toàn thể anh em cô chú mình xem video vui vẻ, nhớ bấm cho em xin một like, như bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Rồi, mình chào anh em cô chú mình ha.